mừng năm mới. Đoàn ơn gia đình Phật tử Huyền Oanh, kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể an khang, tuệ an thường tiến, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị Phật tử và gia quyến được an lạc và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, các hôm nay đoàn ơn gia đình Phật tử Huyền Oanh muốn có được bao nhiêu tiền, toàn bộ chúng tôi cúng dường vào quỹ xây dựng ngôi chánh điện trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Quý vị thưởng cho lên có nghĩa là quý vị đã góp phần vào công cuộc kiến thiết xây dựng lại ngôi chánh điện. Và bây giờ kính mời quý vị thưởng thức phần biểu diễn của đoàn gia đình Phật tử Huyền Oanh.
Thank you.
Thank you.